Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ban hành các quyết định công bố gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đối với gần 130 loại sản phẩm. Trường hợp thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã được thay đổi, bổ sung trong quá trình lưu hành hoặc có đính chính, sửa đổi thông tin liên quan đến giấy đăng ký lưu hành đã được cấp doanh nghiệp xuất trình văn bản phê duyệt hoặc xác nhận của Cục Quản lý Dược đối với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Các sản phẩm thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong nước và nước ngoài được gia hạn đăng ký thời gian qua đa dạng về nhóm tác dụng, gồm thuốc điều trị ung thư tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, thuốc kháng virus và các loại vaccine, sản sinh phẩm có nhu cầu sử dụng trong khám chữa bệnh, phòng chống dịch.